Xông là bầy chim xin gửi lời chào tới toàn thể anh em đam mê săn bẫy trên toàn quốc. Và hôm nay đến với mọi người thì em lại mới nhập về kho một cái lô hàng lưới để phục vụ các em trong quá trình chúng ta đi săn bẫy chim đêm. Thì ở đây là một cái dòng lưới em muốn mang đến cho toàn thể mọi người, đó là một cái dòng lưới mắt 5. Dòng này là dòng sinh pha loại 2. Dòng lưới mắt 5 này, dòng này là dòng sinh pha loại 2 và biên của nó anh em nhìn thấy không? Biên của nó toàn bộ dệt cái màu xanh nõn chuối như này để chúng ta phân biệt hàng loại 1 và hàng loại 2. Thì đối với dòng sản phẩm này, dòng này là dòng mắt 5 chuyên dụng để đánh tràng nghịch này, đánh mắt đỏ, vân vân những dòng chim nhỏ. Đối với mắt của nó là mắt 5, then 2 phân rưỡi và dòng này của nó là sợi 18 anh em nhìn rõ không nhỉ? Đối với dòng này thì cao của nó cao 120 mắt. Đấy, dùng sản phẩm này thì đánh những cái dòng chim nhỏ này rất chi là ok. Lưới của nó là sinh pha loại 2 anh em nhìn qua hình ảnh này anh em có nhìn rõ không ạ? Đấy, các bác thấy không? Lưới của nó cũng rất chi là ok. Đối với thằng loại 2 so với thằng loại 1 nhá. Đối với thằng loại 1 thì cái tỷ lệ chạy mắt của nó hầu như em bao cho các bác luôn, chuẩn 100% không xô mắt. Còn cái hàng loại 2 này cái tỷ lệ xác suất của nó rơi vào 0,5%. Có nghĩa là của nó 20 mắt nó có thể bị xô 1, 2 mắt. Đấy, điều đấy không thể tránh được hàng loại 2 anh em nhá. Còn hàng như sao em nhập sao em bán vậy cho anh em. Chứ và nhập sao thì nói vậy chứ không bao giờ là hàng loại 2 lại đi bảo là hàng loại 1, em không làm thế được anh em nhá. Đây này, hàng loại 2 của nó anh em nhìn rõ không? Chân cước toàn bộ nó dệt thêm một hàng đôi như này. Đây anh em này. Đấy, chân cước của nó dệt đi đôi này anh em nhìn rõ không nhỉ? Và màu xanh nõn chuối đây này, hàng loại 2 này. Đấy các bác thấy không? Nhìn rõ không các bác? Không không khó nhìn quá nhỉ. Đây này anh em nhìn rõ chưa? Đấy, toàn bộ chân cước của nó cũng dệt đi đôi anh em nhá. Hàng này là hàng sản phẩm loại 2, hàng sinh pha loại 2. Đối với sản phẩm này thì nó có mắt 5. Đấy, mắt 5 mà cao 120 mắt, sợi 18. Anh em nào mà muốn đánh tràng nghịch ấy, đánh dòng chim mắt đỏ thì anh em qua shop alo cho em, trực tiếp cho em thì em sẽ tư vấn chuẩn cho các bác. Còn ngoài ra, ngoài để đánh cái dòng mắt đỏ, mắt xéo ra thì bên em còn có cái hàng chuyên dụng cho cái dòng chim nhỏ đấy, có cả 4/8. 4/8 hàng cao 120 mắt, 50 mắt. Hàng cao 150 và sợi của nó có từ sợi 13 hất lên 13, 16, 17. Đấy, đấy là hàng lưới tàu anh em nhá, lưới tàu loại 1. Còn hàng em vừa nói ở đây đó là hàng sinh pha loại 2 anh em nhá, em nói rõ. Đấy, bác nào cần sản phẩm như thế nào thì chỉ cần add Zalo với số điện thoại em để ở trên bài viết này. Số điện thoại 0966 887 922 để kết bạn Zalo với em thì em sẽ tư vấn sản phẩm cho anh em để hợp với túi tiền là cái thứ nhất. Với cái thứ hai là phù hợp với con chim các anh chuyên dụng đánh vào nó anh em nhá. Và ngoài sản phẩm lưới này ra thì bên em có đầy đủ các dòng lưới để phục vụ các bác trong quá trình chúng ta đi săn bẫy. Ví dụ như hàng tàu loại 1 này. Hàng tàu loại 1 em đang có cái hàng mắt 8 năm nay mới có. Mắt 8 sợi 20, cao 120 mắt. Hàng này thì đánh tu hú thì nói chung là làm 5 giây 4 túi thì túi tiếc giường giếc tương đối là sâu. Anh em đã sử dụng qua cái dòng này thử mấy tay nhà em rồi. Anh em phản hồi rất chi là tốt về cái sản phẩm lưới tàu loại 1 này. Đánh cũng rất chi là ok và ngoài ra thì không thể thiếu được đó là cái hàng sinh pha loại 1. Hàng sinh pha loại 1 thì bên em có từ cái hàng mà mắt 7 này, cao 100 mắt, mắt 7 cao 125, mắt 8 cao 100 mắt, mắt 8 cao 125, phôi dài 2800, 3200 anh em nhá. Và không thể thiếu được đó là cái hàng cao 125 mắt 8 này để đánh hú này anh em nhìn này. Lưới bao chất bao đẹp cho anh chúng ta luôn. Anh em nhìn tay em không? Này, gồng đỏ lên rồi này. Nhưng mắt lưới này không mèn gì luôn, không đứt, không chạy, không gì luôn. Hàng em bao chắc bao chất lượng cho anh em. Anh em cần sản phẩm nào, cần dòng lưới nào nhận bên em nhận gia công. Nhận gia công cho các bác theo đúng nhu cầu của bác, đặt chuẩn chỉnh luôn các bác nhá. Và ngoài lưới cước này ra thì bên em còn cung cấp đầy đủ các dòng giường để phục vụ các bác. Ví dụ như giường chỉ cao. Giường chỉ cao thì bên em có từ 15. Đấy, có từ sợi 15 này, sợi 18 này, đây này, chỉ cào này anh em này. Chỉ này chỉ thái xịn thương hiệu con gà này, con gà trống này, hàng này hàng rất là đẹp luôn. Hàng chỉ cào này để làm giường lưới thì phải nói là ok rồi. Cái tỷ lệ giãn của nó hầu như là không có. Đấy, cái tỷ lệ giãn, bai giãn hầu như là không có và chất lượng rất chi là tuyệt vời luôn. Cái hàng chỉ cào này, bác nào mà muốn làm lưới chạy giường chỉ cào thì anh em chúng ta đặt hàng, em cũng có thể ưu tiên và khuyến mại cho các bác một vài tay anh em nhá. Đấy, chạy giường chỉ cào luôn anh em ạ, chất lừ luôn. Đối với ngoài giường chỉ cào thì hầu như bọn em toàn chạy giường cước đúc là chủ yếu thôi. Bác nào yêu cầu chạy giường chỉ cào thì em mới cài chạy vào lưới cho anh em thôi. Tại vì cái gì nó cũng có ưu và nhược điểm của nó. Đối với dòng chỉ cào này thì anh em khi chạy vào lưới ý, thì cái độ mà xô lưới và nhạy bén ý, nó không bao giờ bằng cước đúc được. Cho nên là hầu như bên shop em làm lưới cho khách, bọn em luôn luôn chạy bằng giường cước đúc.
Cước đúc thì bên em có cước đúc số 8, số 10, nó Trung Quốc, cước to hơn nữa bạn em có đây này, chạy rừng cước đúc này anh em. Đấy, còn bọn em chia tai chia cọc toàn bộ bằng dây dù này hết. Dù tết này hết. Lưới bao chuẩn anh em luôn. Đấy, chia túi chia cọc đầy đủ anh em. Về anh em không phải làm gì hết, chỉ việc mang ra mà căng và đánh thôi. Anh em nhá, không phải so lại dây gì đâu. Lưới thì các anh em yên tâm, anh em nào mà đã mua sản phẩm bên nhà em rồi, đã mua lưới gia công bên em rồi thì các bác cũng biết về chất lượng rồi phải không ạ? Nói chung về làm ăn bây giờ rất là khó khăn, phải làm ăn uy tín với anh em thôi, không không thể treo đầu dê bán thịt chó được. Cái vấn đề đấy thực sự là tâm sự từ đáy lòng với anh em luôn, không không bao giờ dám làm điêu mà nhập vào sao thì bán ra vậy, chứ không phải nhập vào một đằng lại đẩy ra một giá. Đấy, nhập hàng đều đi bán hàng, đi bán giá tốt thì bọn em không thể làm thế được. Nói thật lòng với các anh em luôn, lương tâm không cho phép. Đấy anh em nhá. Thì đây là một cái sản phẩm hôm nay em cũng muốn lên đây và chia sẻ thông tin tới toàn thể anh em. Bác nào mà cần cái sản phẩm này và đang quan tâm tìm cái sản phẩm này thì hãy qua shop em. Bên em đầy đủ các dòng lưới, từ lưới tàu loại 1 cho đến lưới thái xịn. Đấy, thái xịn và lưới Nhật. Lưới Nhật thì bên em bảo hành cho anh em hàng chuẩn Nhật luôn. Bác nào cần loa toa, loa phóng Việt Nam, hàng âm ly tự động Son 288, 263B, vân vân, tất cả dòng loa điều khiển từ xa, phụ kiện săn bẫy bên em đầy đủ để đáp ứng nhu cầu của tất cả anh em đam mê săn bẫy. Và cũng xin nói vậy thôi. Em cũng xin phép các bác dừng video ở tại đây thôi. Hẹn các bác ở những buổi video khác. Ngay bây giờ thì em cũng xin phép tất cả mọi người đăng luôn cái video này lên cho toàn thể anh em đang có nhu cầu và chuẩn bị có nhu cầu biết đến em qua shop ủng hộ cho em. Bác nào mà thấy hay, thấy ok, hợp lý, các bác có thể bấm vào chữ đăng ký kênh giúp em, hoặc có thể chia sẻ kênh cho bạn bè người thân các bác biết đến em và qua shop ủng hộ cho em. Chào tất cả mọi người, hẹn các bác ở những video lần sau nhé.